Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi thăm bảy chồn của mình nữa các bạn ơi. Mình ra đến nơi rồi. Ngày hồi đầu video cũng cho mình kính chúc tất cả các bạn nha, cùng gia đình đều mạnh khỏe vui vẻ ha. Theo mình thăm bảy chồn cho vui ha các bạn. Mình xin mời các bạn nha. Thăm mình quay cái đồ nghề cho các bạn xem hôm nay mình đi mình mang theo cái gì ha. Thì cũng như thường lần trước các bạn ơi, thì cũng có con dao để mình đào lỗ, đi rừng thì phải có con dao các bạn, với một chai nước, với hai cái túi lưới, mình có hai cái túi lưới thôi, với hai cái bao nữa các bạn. Rồi mình tiến hành vào thăm cái bẫy đầu tiên nha. Tới cái bẫy đầu tiên mình mới tiếp cho các bạn xem nha. Rồi ở đây mình có hai cái các bạn, ngay cái gốc cây khô nè. Ở đây nó có sập không? Rồi chết rồi các bạn ơi, cái đầu tiên này, cái đầu tiên, cái hố bẫy đầu tiên đây, không sập. Mình qua cái bên đây luôn rồi, rồi không sập luôn các bạn ơi. Đây, cái thứ hai cũng vậy luôn ha, không sập luôn. Đây, bẫy mình đây nha các bạn. Rồi qua bên kia mình quay tiếp luôn các bạn. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Mình lại gần tới rồi, cho đỡ mất thời gian. Rồi cái này không sập luôn các bạn ơi. À, con gì nó bươi cái bẫy mình nè. Chim bươi cái bẫy nè, hố bẫy nè, nó phá cái hố bẫy mình. Rồi để mình sửa lại mình đi tiếp nữa các bạn. Gần tới cái hố bẫy mình rồi nè các bạn ơi. Tiếp theo. Giờ nó hơi nắng rồi các bạn ơi, giờ cỡ 7 giờ rồi, 7 giờ rồi. Bị cháy nắng rồi. Rồi từ xa mình thấy hình như cái hố bẫy mình nó sập rồi các bạn ơi. Đúng rồi, sập rồi, sập rồi. Đây, cái hố bẫy mình đây. Nè, cái hố bẫy mình nè các bạn, sập rồi nè. Nè, bạn đạp nè ha. Giấy nè, dặn lên nè. Rồi. Để mình đi tìm nữa nha các bạn. Mình đi tìm thử coi cái gì ha. Thử cái con gì đây. Trộn hay gì đây không biết. Con này gặm quá, sợ nó lọt mương chết rồi, quá gặm các bạn ơi. Hai bên nó có mương, có rãnh nước. Không chết. Đây nó nằm đây, mình thấy nó rồi nè các bạn. Đây em ở đây nằm mấy mương nè. Đây. Đó. Một em cọp nha các bạn. Nè. Đó. Hay ghê không, móng vuốt hay ghê không các bạn. Nó quậy cái chỗ này banh luôn nha các bạn đó. Dướng ngay vô gốc cây này đó. Không giỡn với loại này được nha các bạn. Để mình tìm cách mình gỡ nó ra các bạn ơi. Bự quá. Không biết làm sao gỡ ra đây. Chút xíu nữa không ấy đã lọt cái mương là chết rồi các bạn ạ. Để mình tạm dừng cái máy lên cái mình gỡ nó ra rồi cái mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình gỡ nó được rồi nha các bạn. Giờ để mình đem nó lên. Đem nó lên. Đây em ở đây. Đây để mình đổi camera lên bắt nó nha các bạn.
lấy túi lưới ra nè các bạn ơi, mình bắt nó. Vô nữa rồi các bạn ơi, có kẹo nữa rồi. Ở này mình không nắm đuôi nó được các bạn ơi, đuôi nó ngắn quá. Là chị mình bắt nó vậy nha. Nó hay cái bao lại trời, vô rồi. Đuôi nó ngắn quá mình không dám nắm luôn các bạn. Em cho vô cho dễ bị nó, cái đuôi nó ngắn quá. Vất vả với con này luôn rồi. Rồi vui là hãy ra. Rồi ngon lành các bạn ơi, vô được rồi. Từ nãy giờ thiệt là lâu, mình lấy khay với nó để mình gỡ cái cạm ra cho nó các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn ơi, okay. Rồi mình gỡ cái cạm cái này ha. Rồi mình kéo thử luôn rồi nó mấy ký nha các bạn, con này phải trên 3 kg các bạn ơi.
căng mình đâu mất cái tay này rồi. Đó đây, cứu đây. Rồi, không không ấy các bạn. Nó hơi lố 100 gram mà mình trừ ra nha. Ghê luôn. Nó dở vô được khỏe rồi các bạn. Khỏe rồi đó. Khỏe rồi đó, chơi mình đó. Làm nghề đi săn này, đi rừng này thì gặp con gì mình bắt con đó các bạn. Rồi, mình kéo lên thử nha. Nặng lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi, ngon lành. 3,6 kg các bạn ơi nè. 3,6 kg. Rồi mình bỏ nó vô. Rồi mình đi hầm tiếp nha các bạn. Ăn ơi, bây giờ mình còn 3 cái đây nữa hết các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình thăm mấy bên kia cũng không có. Thì cái nào nó không có mình cho nó qua nha các bạn. Cho ha xem đỡ ngán ha. Rồi 3 cái mình quýnh liên tiếp luôn nè. Vừa rồi nó có sập không ha. Rồi, cái đầu tiên còn nguyên nè các bạn. Đây, cái hố 7 mình đây. Mưa bằng lại đã ha. Cái này dễ dính lắm nha các bạn. Rồi, qua cái thứ hai. Đây, cái thứ hai cũng vậy luôn. Mưa cũng bằng lại rồi ha. Rồi, không sập luôn. Con này nó khôn lắm các bạn ơi. Ở đây mình hồi nghi nó còn con mà không biết ở ngoài kia mình bắt nó chưa thì không biết. Nó ra ngoài kia dám chừng nó chạy ra ngoài kia mình bắt rồi đúng chừng đó. Đây nè, đây cái này các bạn. Rồi, không sập luôn các bạn ơi. Ra ngoài mình kết thúc cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, mình thăm hết 7 rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ qua bên kia nó cũng không có dính đó. Thì những cái pha mà nó không có dính thì mình bỏ bớt nha các bạn. Coi cho nó đỡ ngán á. Dài quá thì coi cũng ớn nha các bạn. Bây giờ mình lại mình tổng kết cho các bạn xem lần cuối đến mình về nha các bạn. Thì hôm nay mình đi thì chỉ được có một con rồi các bạn ơi. Giờ nó khỏe rồi nè. Rồi cũng ngon lành ha các bạn. Con này mình trừ bì ra là nó còn có 3,4 kg rồi nha các bạn. Nó cái cân mình lố 1 lạng với cái bao nó 1 lạng nữa là 2 lạng nha các bạn. Trừ ra nó còn có 3,4 kg thôi. Cho nó vô cái vỏ đi. Rồi, video mình nói đến đây nó dài quá thì các bạn cũng cho mình kết thúc tại đây ha. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn ha, cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành nha các bạn, mọi công việc được hưởng lợi ha. Các bạn xem video thấy vui thì nhớ cho mình xin ha, một like và một đăng ký ủng hộ mình ha, cho mình có động lực để mình làm nhiều video nó hay hơn cho các bạn xem ha. Thì mình chân thành cảm ơn các bạn ha. Thì mình xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn video sau.